Bây giờ còn được mười mấy phút, tôi nói cái tu thiền đốn ngộ tiệm tu. Và tiệm tu đốn ngộ cho quý vị thấy đây là đốn ngộ tiệm tu đây. Tôi có một cái thí dụ như có một câu chùa cổ, nó nằm ở giữa một khu rừng tre gai mà lâu lắm không ai biết. Có những cái người xưa ở đó, sống đó, người ta vẽ một cái bản đồ chỉ đường cho những người sau muốn tìm tới ngôi chùa cổ đó đi, tìm theo con đường họ vẽ đã tới. Như vậy thì những người muốn tìm ngôi chùa cổ thì theo cái bản đồ. Nhưng mà trong bản đồ đó lâu quá rồi, tre gai nó phủ bù bịch hết. Theo bản vẽ mà có khi đi trúng, khi đi trạch nữa. Lúc thấy rõ, lúc không thấy rõ. Nhưng bây giờ biết ngôi chùa cổ nằm giữa đám rừng tre gai, mà bây giờ muốn vào đó thì đòi hỏi mình phải sao? Một là phải nắm vững cái bản đồ, phải không? Hai là phải tin rằng bản đồ này người sư giả không có lầm. Mà được hai cái đó là đủ chưa? Phải có cái rựa bén, phải không? Rựa bén để mà ruồng nó mới chặt tre gai thì mới có thể mò lần vô được. Chứ không có rựa bén thì vào được không? Biết con đường vào, tin chắc như vậy, mà bây giờ không có rửa bén thì đứng ngó thôi. Nhưng mà tuy rằng có rửa bén, biết có bản đồ và mình tin chắc, nhưng mà ruồng hoài lâu quá không thấy, có thối tâm không? Cũng hơi nản, phải không? Ai can đảm lắm mới cố gắng ruồng tới tận nơi tận chỗ. Còn nếu không can đảm thì một lúc bản đồ nó không biết lâu rồi có giả lầm không, phải không? Rồi sao mà nhọc quá, tìm hoài không thấy, chán. Đó là cái người thứ nhất. Còn người thứ hai á, thì họ được cái duyên tốt, họ được cái chiếc trực thăng. Cái họ leo trực thăng, lên trực thăng, cái nó bay đi, nó dạo dạo trong khu đó, trong cái khu rừng tre gai đó, nhìn xuống nó thấy, thấy cái chùa cổ lấp ló ở chỗ nào, nó thấy rõ rồi. Nhưng mà thấy rõ rồi, có xuống được không? Tre gai không xuống không được, nó cũng phải trở ra. Rồi muốn đi tới đó, nó cũng phải ruồng tre gai, ruồng đường. Nhưng mà nó có nghi ngờ không? Nghĩa là khẳng định không có nghi ngờ nữa, vì thấy rồi. Tuy đường thì cũng như là người kia, cũng từ ở ngoài đi vô, nhưng mà nhờ thấy cho nên khi mà dọn đường một bề cố gắng nỗ lực rồi sẽ tới. Như vậy thì hai người làm việc đó thì gọi thế nào? Cái người mà có bản đồ, xem bản đồ rồi biết cùng lòng tin rằng cái bản đồ là đúng và nỗ lực ruồng tre gai, đi từ từ, tin mà không thấy, thấy không? Thì cái người đó gọi là gì? Tu, tiệm tu. Mà nếu họ cứ nỗ lực, họ làm mãi, họ ruồng, một ngày nào đó tới cùng cái gặp cái chùa thì đốn ngộ, phải không? Chợt thấy trong một phút giây vậy thôi, nhưng mà dọn từ khi ngoài đường mà dọn cho tới đó là trải qua thời gian rất dài. Như vậy cái người đó đòi hỏi phải tin bản đồ tuyệt đối, và cố gắng thì họ cũng tới. Nhưng mà tới rồi thì họ khỏe vô chùa. Còn người kia được ở trên nhìn xuống thấy, thì thấy biết rồi, biết chỗ đó không nghi nữa, nhưng mà cũng phải dọn từ ngoài vô. Đó gọi là đốn ngộ tiệm tu. Thì hai người đó ai nỗ lực cuối cùng đều tới cái chùa cổ. Xong một người tới với cái mắt thấy,
người tới với lòng tin bản đồ. Bản đồ ví dụ là kinh Phật dạy, phải không? Đó, mình tin được kinh Phật dạy, tu sẽ đến Niết Bàn, tu sẽ được giải thoát, tin 100%. Nhưng mà phải trải qua cái nỗ lực, phải cố gắng thì mình đi tới. Tới rồi, thấy rồi chừng đó mới hết cái nghi ngờ. Chứ chưa tới thì tùy tin, chứ cũng có lúc mình cũng hơi nản nản. Còn cái mình ở trên mình thấy rồi, thấy rõ rồi thì không còn cái gì thối tâm nữa hết. Nó quả quyết, không nghi ngờ. Thì cái người tu cũng vậy. Ở đây chúng ta học, nếu chúng ta nhận chân được lời tổ dạy, thấu suốt được lý Phật chỉ ngay nơi mình nhận ra ở bản tâm mình, từ cái trí bát nhã, từ cái tâm chân như mình biết rõ, không nghi ngờ nữa, nơi mình sẵn có, thì đó gọi là gì? Đốn ngộ. Nhưng mà như vậy, nghe vậy, hiểu vậy, biết vậy, nhưng còn phải tiệm tu, gỡ lần cái đám tre gai phiền não của mình dày lắm, phải không? Ruồng phải phá. Cho tới lúc nào mà được bước chân vào chùa thì chừng đó mới xong việc. Còn chưa tới, dầu biết có nhưng cũng vẫn còn lận đận lao đao đó. Như vậy. Còn bên kia thì khi làm thì nhọc nhằn lắm, mà quyết tâm khi tới được rồi thì hát lên câu ca gọi là thành công, là ca gì? Khải hoàng. Rồi cái bước vô chùa khỏe. Còn này mình biết có cái chùa mà cũng phải cực khổ vậy, chứ không có bên nào mà bỗng dưng hết liền. Đó là tôi nói, bởi vì đây gọi là đốn ngộ vô sanh bát nhã tụng đó. Thì cái đốn ngộ thì tức là phải biết đốn ngộ rồi tu nữa không? Cũng phải tiệm tu. Rồi bên kia tiệm tu, rồi khi tới cái thấy được là đốn ngộ. Thì hai bên có cái khác nhau. Cái khác nhau đó mình hiểu rõ thì trên đường tu mình không nghi ngờ. Như vậy thì bữa nay kết thúc được cái quyển Thiền Sư Thần Hội Ngữ Lục. À, như vậy là xong xuôi. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng cho chúng tôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô thượng, thệ Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Kỳ sau, tức là bữa 29, tôi sẽ cho học cái này là những bước tiến tu của thiền sinh đối chiếu Thập Mục Ngưu Đồ Bổ Túc. Mỗi bước tiến tu của thiền sinh đối chiếu Thập Mục Ngưu Đồ, không biết giảng một buổi hết rồi hai buổi gì đó, cái đó là trước sau, trước rồi chừng sau cuối cùng mới giảng kinh Kim Cang. Quý vị nhớ như vậy thì bữa 29, phải không? 29 như thường, 29 sẽ giảng cái đó.